Thưa quý khán giả, trong số hơn 656.000 ca mắc COVID-19 tại nước ta, đến nay đã có hơn 423.500 ca khỏi bệnh. 14 địa phương đã qua hơn 2 tuần chưa ghi nhận F0 trong nước. Đến nay, có 14 trong số 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ và Ninh Bình. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh và Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 320.823 ca, Bình Dương 169.073 ca, Đồng Nai 37.736 ca, Long An 29.570 ca và Tiền Giang 12.642 ca. Hiện có 5.750 bệnh nhân nặng đang điều trị, số ca tử vong lũy kế đến nay là 16.425 ca. Đã tiêm chủng được 32.296.517 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều. Còn tại thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm qua ghi nhận 74 ca mắc COVID-19, lũy kế số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 5.082 ca, số ca điều trị khỏi đến nay là 4.165 người. Hiện các bệnh viện đang điều trị 784 ca, trong đó có 40 bệnh nhân nặng.